Cách đây vài năm, xe bay chỉ xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, sự tiến bộ của kỹ thuật khiến con người ngày càng đến gần hơn với những chiếc xe có khả năng bay lượn trên trời. Dưới đây là 5 mẫu xe bay nổi tiếng xuất hiện ngoài đời thực. Terra Fugia TFX là mẫu xe bay được phát triển tại Mỹ. Đây là loại xe có cánh gấp, cho phép nó hoạt động như một phương tiện giao thông đường bộ, nhưng có thể bay khi cần thiết. Theo kế hoạch, Terra Fugia TFX sẽ được giao hàng trong giai đoạn 2015-2017. Ước tính giá mỗi chiếc Terra Fugia TFX khoảng từ 194.000 USD cho đến 279.000 USD. Để điều khiển chiếc xe bay này, người lái phải có cả bằng lái ô tô và máy bay. TFX có thể bay ở cự ly tối đa 740 km, mang theo 2 người và hành lý, sử dụng xăng không chì tương tự ô tô. Aero Mobile 3.0 là chiếc xe mô phỏng hình dạng con chuồn chuồn, chiều dài tổng thể 6m, sẽ cánh 8,32m và nặng 600kg, chở được 2 người. Khi hoạt động trên đường phố, bộ cánh được gấp gọn ra phía sau. Aero Mobile 3.0 được chế tạo bằng khung thép và bao phủ sợi carbon, động cơ 4 xi lanh, công suất 100 mã lực. Nó có thể bay tốc độ tối đa 200 km/h, cự ly 700 km, mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường khoảng 7,5 lít/100 km, khi bay là 15 lít/h. Aero Mobile bắt đầu phát triển từ năm 1990, phải hơn 20 năm sau, giấc mơ bay mới có thể cất cánh khỏi mặt đất. Chuyến bay đầu tiên diễn ra vào khoảng tháng 10 năm 2014. Giữa tháng 5 năm 2015, Aero Mobile 3.0 gặp tai nạn và rơi tại sân bay trong một cuộc thử nghiệm. Rất may, phi công kịp bung dù nên không có thiệt hại về người. Hãng sản xuất cho biết họ đang tiếp tục cải tiến để không mắc lỗi tương tự. Aero Mobile có trụ sở tại Bratislava, Slovakia. Tính đến nay, 4 phiên bản Aero Mobile được ra đời, bao gồm 1.0, 2.0, 2.5 và 3.0. Những mẫu đầu tiên thiếu cánh gấp. Aero Mobile 3.0 nhắm tới đối tượng khách hàng là những người siêu giàu và đam mê máy bay. Theo dự kiến, chiếc xe bay này sẽ bắt đầu bán từ năm 2017. PAL V là nhà sản xuất máy bay cá nhân và xe bay của Hà Lan. Nhìn bên ngoài, PAL V1 không khác nhiều so với một chiếc trực thăng loại nhỏ. Tuy nhiên, điểm đặc biệt trên mẫu xe bay này là cánh quạt có thể xếp gọn để chạy trên đường công cộng như ô tô. Cơ chế hoạt động của PAL V1 tương tự như trực thăng. Cánh quạt quay tạo lực nâng thân xe lên trời, sau đó bay tới trước bằng cách chỉnh góc bánh lái. Tốc độ tối đa khi bay của V1 là 180 km/h, cự ly hành trình từ 354 đến 506 km. Khi chạy trên đường, nhờ thiết kế ba bánh, PAL V1 có thể chạy như một chiếc xe hơi bình thường. PAL V1 có trọng lượng cất cánh tối đa 910 kg, bao gồm thân máy bay, 2 hành khách và hành lý đi cùng. Chi phí sản xuất mỗi chiếc khoảng 300.000 USD năm 2012, tuy nhiên mức giá bán ra thị trường khoảng 550.000 USD. Chỉ 45 chiếc được sản xuất, bắt đầu giao hàng từ năm 2016 đến năm 2017. Icon A5 là chiếc xe bay cá nhân hạng nhẹ được phát triển bởi hãng Icon Aircraft của Mỹ. Điểm đặc biệt trên chiếc xe bay này là có thể gấp gọn và đổ trong gara như xe hơi. Mẫu concept đầu tiên được giới thiệu năm 2008, trong khi nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên ra đời năm 2012. Năm 2014, chiếc xe thử nghiệm của Icon A5 đầu tiên đã thành công. A5 có thể cất cánh từ đường băng, mặt nước hoặc thậm chí trên xa lộ. Xe sử dụng động cơ 100 mã lực để cung cấp năng lượng xoay cánh quạt phía sau. Icon A5 có thể chở được một hành khách cùng phi công, trọng lượng không tải 490 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 685 kg. Theo ước tính, chi phí sản xuất mỗi chiếc Icon A5 khoảng 189.000 USD năm 2013 và tăng lên 247.000 USD năm 2015. Chiếc xe bay đầu tiên đến tay khách hàng vào tháng 5 năm nay. Hiện nay, công ty đã nhận được 1.250 đơn đặt hàng. M400 Skycar là chiếc xe bay có khả năng cất cánh thẳng đứng, được phát minh bởi tiến sĩ Paul. Sau 40 năm nghiên cứu cùng chi phí lên đến 100 triệu USD, Skycar đã có thể cất cánh vào năm 2003, nhưng chỉ được vài chục mét và trong ít giây. Năm 2009, dự án Muller M400 Skycar chính thức bị tuyên bố thất bại bởi không thể thu hút nhà đầu tư. Theo thiết kế, M400 Skycar có thể chở 4 người, trong khi phiên bản 6 chỗ ngồi cũng được lên kế hoạch xây dựng. Khác với những chiếc xe bay thông thường, M400 Skycar không sử dụng cánh mà chỉ dùng những cánh quạt ống để tạo lực đẩy. Sau khi lên đủ độ cao, những ống quạt này sẽ xoay ngang giúp xe bay tới. Skycar có 4 động cơ kiểu quanh kèo, công suất mỗi chiếc 180 mã lực, chiều dài thiết bị là 5,9m, sẽ cánh 2,6m và cao 2,3m. Tổng trọng lượng 1.088 kg. Trên lý thuyết, Skycar có thể bay ở tốc độ tối đa 531 km/h ở độ cao 10.973m. M400 Skycar có giá ước tính khoảng 500.000 USD. Mặc dù dự án không thành công, nhưng thiết bị này đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà phát minh sau này.